Năm 2017, với sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Bộ Công Thương và các bộ ngành có liên quan, cùng với việc đẩy mạnh công tác quản lý, đoàn kết trong nội bộ, tập trung sản xuất kinh doanh, nỗ lực khắc phục khó khăn, Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam Vinataba đã hoàn thành tốt và vượt kế hoạch đề ra. Tại hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018, lãnh đạo Vinataba cho biết, năm 2017, trong bối cảnh kinh tế trong nước và quốc tế tiếp tục đà phục hồi, nắm bắt cơ hội đó, tổng công ty đã nâng cao sức mạnh tổng hợp, hình ảnh thương hiệu, năng lực cạnh tranh, qua đó tổng doanh thu cả năm đạt trên 25.600 tỷ đồng, vượt 10% so với kế hoạch, nộp ngân sách đạt xấp xỉ 11.000 tỷ đồng, vượt 25% kế hoạch. Kim ngạch xuất khẩu đạt 178 triệu đô la Mỹ, vượt trên 6% kế hoạch năm. Đáng chú ý, trong năm qua tổng công ty đã tập trung đẩy mạnh thoái vốn đầu tư tại các doanh nghiệp không thuộc ngành sản xuất kinh doanh chính, sắp xếp doanh nghiệp và cổ phần hóa tổng công ty theo đúng chỉ đạo chủ trương của Chính phủ và Bộ Công Thương. Năm 2018, tổng công ty đặt ra chỉ tiêu kế hoạch doanh thu trên 24.700 tỷ đồng, nộp ngân sách khoảng 10.600 tỷ đồng và xuất khẩu đạt khoảng 166 triệu đô la Mỹ. Để đạt được mục tiêu này, tổng công ty sẽ tiếp tục tăng cường vai trò quản lý và định hướng trong công tác kiểm soát phát triển thị trường, hoàn thành công tác cổ phần hóa theo chủ trương của Chính phủ và Bộ Công Thương, chấn chỉnh củng cố công tác xuất khẩu theo hướng tập trung, hiệu quả, phối hợp hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống thuốc lá nhập lậu. Với những kết quả đã đạt được trong năm 2017, nhiều cá nhân, tập thể của tổng công ty đã vinh dự được nhận huân chương lao động hạng 2, bằng khen, giấy khen do Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo tổng công ty trao tặng.